cùng dịp này phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng cao thị huyền trân đã đến thăm chúc mừng tập thể giáo viên trường cao đẳng du lịch đà nẵng lãnh đạo nhà trường cho biết trường đã có hơn 13 năm hoạt động chiêu sinh đào tạo 12 khóa cao đẳng cung ứng cho thị trường lao động du lịch trên 10.000 người chủ yếu ở thị trường đà nẵng quảng nam phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố cao thị huyền trân ghi nhận biểu dương thành tích nhà trường đạt được trong thời gian qua qua đó cung ứng kịp thời cho thị trường lao động dịch vụ của thành phố đồng thời bày tỏ tin tưởng nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tiếp tục đào tạo chuyên sâu có những cách làm mới để đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo cung ứng nguồn lao động dịch vụ chất lượng cao cho thành phố